Chị ơi, để chuẩn bị ăn sáng này con. Chị ơi, sao hôm nay dậy muộn thế kìa? Chị ơi. Chị ơi, dậy chưa con? Cái đồ nó hết rồi, tè bị ma hả? Sao lại bị nữa thế này hả? Con đá trên giường rồi à? À, con tè ướt đây rồi, con lấy khăn con lau đúng không, phải không? À, đúng không? À, rồi rồi bà biết rồi, nào ra đây bà con nấu nước pha tắm rửa cho con này. Bà biết nãy giờ bà biết rồi, tại bà kêu về á. Nào đi ra đây này, đi ra ngoài bà có pha nước cho con này. Hai lá pha nước cho con rồi, sẵn con tắm luôn nhé. Nè, qua đây đứng đây để bà đi lấy nước nha. Ngồi đây để bà kia nhé. Đó. Biết sớm giờ, bây giờ ban sáng ba có đi hái lá về tắm cho con luôn nè, chuyện ba tắm cho con luôn nha. Nóng nha. Đứng đây mà ta biển cho nè. Ờ, đi vô đây tắm đây. Ờ, sẵn ba tắm cho em luôn á. U đã không? Em có hai lá cho con này.
đã không? À, sáng sớm đi tắm đã không? Nào vậy nè. Dạ. Con ngồi đây đợi ba nhé, để ba đi lấy khăn nhé. Đợi ba tí, để ba đi lấy khăn. Chết thích không? Rồi, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Rồi, đẹp trai rồi. Rồi, con đi lại xích đu ngồi đi con. Ngoài kia kìa, ngoài đó, lại xích đu ngồi đi.
Chơi với nhau nha, mẹ đi kiếm củi nấu nước cho Tít nha. Nấu nước cho con Tít tắm đi, chú Tít ngứa. Hai đứa ở đây chơi nha, mẹ đi kiếm củi nấu nước nha. Thank you.
Mệt hả con? Thank you.
Cô Tiết con nóng đâu? Hả? À, con mệt hả con? Hả? À, con dậy ngồi dậy ăn đi. Nha, con ngồi dậy ăn đi. Cô Tiết ngồi dậy ăn nhá. Tiết dạ lốm đúng không? Mẹ tới rồi nha. À, con sao con dạ ốm con phải để cho mẹ về chứ. Con ở chơi ở đây với ba chơi mấy ngày cho vui. Thôi, ủa, cho ăn nữa à con? Hả? À, con ăn hết rồi con mới ăn nữa à? Thế để mẹ gọt cho nhá. Để mẹ gọt xong là mẹ về đấy nhá. Mẹ phải gọt xong là mẹ phải về đó. Rồi, thế để mẹ đi gọt cho con nhé, con ngồi đây chờ mẹ nhé. Nhớ mày để đây ra.
hiểm cho mẹ đi. Con giấu chìa khóa với mũ của mẹ đâu rồi? Con đi lấy cho mẹ đi. Đi, con đi lấy cho mẹ đi nhá. Để mẹ con đi về nữa. Đi, con đi lấy cho mẹ đi. Hay, con đi lấy cho mẹ đi rồi mẹ chở con về nhá. Được không?
trâu quá nha. Là trốn đi tắm đây à? Lại trốn đi tắm đây à? Đi đây, con trốn đi tắm à? À, con lại trốn đi tắm à? Trời nắng quá con đi tắm à? À ui dồi ôi, xuống đấy. Tắm đi nào con về mặt tắm cho nào. Đâu? À, mới đi con, mới đi. Cái thao này con được ở đâu mà đẹp thế? Hả? Ui giời. Mới đi con, mới đi. Mới. Này tắm bằng sữa tắm rồi luôn ha. Ui hết người ba rồi. À, cái tay cho nào. Tay tay con tắm nay giờ lâu chưa hả? Con tắm nay giờ lâu chưa? Bơi dạ, bơi dạ. Ui đợi mặt hết rồi, sẽ bông ra đây mặt kìa. Từ từ im á, im á, im nào. Được chưa, tắm như đó được chưa hả? Tắm đi đó rồi hả? Nè tắm đi đó rồi, đi lên nha. Tắm nhiều quá không tốt đâu. Nè đi lên nha. Ui trời ơi. Tắm qua bằng nước sạch lần nữa nha. Này toàn nước sạch tắm không? Đúng không má đâu hả? Lần sau đi tắm kêu ba ba đi tắm cho con nha. Từ từ đi tắm thế nhá. Đi vô nhà ba 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 sấy cho cái này. Đi làm việc đi vô ba sấy cho nè. Đứng này, đứng này, đứng đây. Mắt chưa? Thì nắng này tắm sướng hè. Đứng đây. Không phải, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Đây, đây có ống tay bên này này. Đây này, ống tay vô. Đấy, đúng rồi. Bên kia nè, bên kia nè. Bên đây nè. Thơm đấy, tập sữa tắm là thơm đấy. Ông ba đi, ông ba đi, ông ba, ông ba, ông ba.
Ngủ đi nha. Ba đi giặt đồ cho con nhé.